Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh Cải Kiện Chấm VM. Ở clip hôm nay mình sẽ cập nhật giá cá la háng cho các bạn cùng xem và tham khảo nhé. Thì hôm nay giá cá la háng sẽ đồng giá là 600k. Thì liệu 600k đó con cá có đẹp hay không, các bạn cùng nhau xem hết video của mình nhé. Mình mới đăng có 1-2 video thôi thì mình thấy anh em cũng quan tâm những dòng cá la háng này rất là nhiều. Nhiều anh chị điện đến để đặt hàng của mình. Mình rất là cảm ơn anh chị luôn. Thì hôm nay mình sẽ quay từng con một xem nó 600k nó có xứng đáng đồng tiền hay không. Thì mình về cũng số lượng thôi anh chị à. Nên những anh chị nào đặt trễ thì mình không có hàng giao nha, mình rất là xin lỗi luôn. Những anh chị nào quan tâm thì hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất cũng như cập nhật giá cá la háng của mình nhé. Đây là con cá đầu tiên nha các bạn. 600k. Cái đầu rất là to và những cái châu của nó rất là sáng các bạn. Này, từ cái phần đầu tới phần giữa thân hình thì nó rất là đỏ ha. Cái em này là 600k thì hôm nay mình báo giá tổng quát hết là 600k hết. Thì con này là con số 1 nha các bạn. Nó mới về nó hơi nhét nha các bạn. Đầu rất là to. Các bạn để ý cái đầu, cái châu trên đầu rất là đẹp luôn. Và tiếp tục con thứ hai nha các bạn. Cái con này cái đầu là như cái chanh luôn các bạn. Đó, các bạn để đi đi. Nó rất là bự luôn cái đầu. Size này khoảng 3 ngón tay, bự hơn 3 ngón tay nha các bạn. Thì con này là con số 2 nha các bạn. Nó hơi nhét do là cá mới về nha các bạn. 600k, nó lội gần lại các bạn, dòm thấy là ghiền luôn các bạn. Cái này là Thái Lai nha các bạn. Thái Lai King. Mình thấy nó rất là đẹp các bạn. 600k nha các bạn. Thì con này là con thứ ba nha các bạn. Con này rất là đều màu, châu rất là đẹp luôn các bạn, chữ cũng rất là đều nha. Thì con này con thứ ba nè, đầu rất là to luôn. Cá hôm nay về là ghiền luôn các bạn, màu sắc là rất là bắt mắt luôn. Ok, tiếp tục nha. Và con này là con thứ tư nha các bạn. Con này thì nó xanh ha, nó lại xanh. Nói chung là những con cá này đầu rất là hợp lý luôn, với tầm giá là 600k nha các bạn. Ở đây là mình báo giá thẳng luôn, mình không có lòng vòng các bạn. Mình thích thì mình cứ mua thôi. Mình thấy anh chị em rất là quan tâm đến dòng la háng này nên mình thường xuyên mình cập nhật giá cho các bạn, cho các anh chị mình tham khảo ha. Và con này là con thứ 5 nha các bạn. Con này là cái đầu khỏi chê luôn á, duy kỳ. Nói chung là đầu bích, cái châu là bích đầu bích đuôi luôn các bạn, rất là đều, rất là đẹp. Do nó hơi nhét, nó không có lội ra đây các bạn, thì mình quay sát không có được ha. Và tiếp tục là con thứ 6 nha. Và đây là con King Jaffa nha các bạn. King Jaffa nhưng mà nó không có quá đỏ, tại vì con cá này màu xanh rất là nhiều. Do nó lội hơi xa nên mình quay không có rõ nha các bạn. Con này là con thứ 7 nha các bạn. Cái này là mình quay ở ngoài sáng nên nó chân thật luôn. Đầu trâu rất là đều các bạn. Do mới về nên nó hơi nhát nha. Trâu mang đầu tới đuôi full đẹp. Mấy cái dàn vảy nó các bạn, những cái vảy nó, những cái đầu vảy nó sáng trưng rất là đẹp luôn. Do mới về nên nó hơi nhét nữa các bạn, nó không có lội, không có sung, mình để vài ngày thì nó sẽ sung lại. Rồi con này là con thứ 8 nha các bạn. Cái đầu rất là to luôn. Do nó mới về nó hơi nhét nha các bạn, thông cảm nha. Đây là con thứ 8 nha. Châu rất là đẹp, các bạn có cái đèn các bạn bỏ vô một cái là hết sảy luôn.
À, giờ đây là con thứ 8 nè. Thấy anh chị quan tâm rất là nhiều đến những dòng la hán này nên mình sẽ cập nhật thường xuyên cho anh chị em nào muốn mua ha. Đó, cá này cái đầu rất là to nhưng mà cái trâu nó nhiều. Đó, nó lội hơi xa nha các bạn, cái đầu nó như cái chanh vậy đó. À, xin lỗi các bạn, đây là con thứ 9 nha. Đây, con kế con 8 mà mình nói lộn nha, và là con thứ 9. À, và con kế tiếp là con thứ 10 nè. À, các bạn mua các bạn nói số mấy là mình sẽ nhớ nha. À, giao cho các bạn nói chung là đúng cá. À, các bạn muốn mua nào thì nói số mấy là mình sẽ nhớ. À, đây là con thứ 10 các bạn. Con này đầu rất là to luôn ha. À, nó hơi nhát các bạn tại vì nó mới về. À, nó lội trong góc hồ thì mình quay không có được gần hơn ha. Rất là đẹp luôn các bạn. Giờ đây là con thứ 10 nha các bạn. À, con này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó các bạn thấy không? Màu rất là đỏ luôn. Đó, cái đó lội gần nè các bạn. À, thì mình báo giá cho các bạn ta là đồng giá là 600k hết nha. À, thì mình có để số điện thoại dưới, các bạn có mua thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. À, xin lỗi bạn, thì con này là con thứ 11 nha. À, nói chung con này con cuối cùng luôn. Đầu rất là to. À, đỏ cũng rất là đỏ luôn. À, các bạn thích con nào thì cứ liên hệ với mình ở số điện thoại mình bỏ dưới màn hình này nha. Trâu bít đầu bít đuôi luôn các bạn, rất là đều. Cái dây đuôi nó dài, nó cũng rất là đẹp các bạn. Ở trong này là ở trong cái khu vực cái trong các bạn, thì ở đây nó còn sót hai con luôn nè. À, đầu rất là to các bạn. Đó, các bạn xem nha, cái này là quay rất là rõ luôn nè. Thì con này là con thứ 12 đi. Đó, các bạn xem nha. À, trên cái đỉnh đầu nó thì nó không có trâu nha các bạn. Còn phía bên hông mình dòm ngang á, trâu rất là nhiều luôn. Đó, các bạn để ý đi ha. À, size này là khoảng 3 ngón tay nha các bạn. À, có thể hơn 3 ngón tay nữa. Wow, con này trâu rất là khủng luôn các bạn. Cũng đồng giá là 600k nha. À, anh chị em nào cái yêu thích dòng cá này, các bạn quan tâm đến dòng cá này hoặc là các bạn muốn sở hữu thì cứ điện thoại trực tiếp cho mình nha. À, những cái clip trước mình đăng rất là nhiều anh chị điện hỏi nhưng mà số lượng về rất là ít các bạn nên nó hết rồi. À, thì mình thường xuyên cập nhật cũng như mình lấy về mình bán nha. Con này bao trâu luôn ạ. À, trâu sáng mà cái ức đỏ nhìn rất là nổi các bạn. Ok, bây giờ video của mình đến đây đã hết các bạn. Thì các bạn nào quan tâm thì cứ điện thoại đến trực tiếp cho mình nha.